Đặc biệt là trong cuốn sách này thì Nguyễn Thùy Trang sẽ chia sẻ những cái bí quyết để vừa đi du lịch vừa kiếm được tiền. Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Nga đến từ Trạm Review Sách đây. Không biết là bạn có biết từ freelance là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020. Sau cái ảnh hưởng của đại dịch Covid dẫn đến những cái đợt giãn cách xã hội, dẫn đến việc là phải làm việc tại nhà, thì ngày càng nhiều người quan tâm đến freelance, tức là công việc tự do, không bó buộc trong 8 tiếng làm việc ở công sở. Các freelancer thì có thể làm việc ở bất cứ đâu, chỉ cần có một chiếc máy tính kết nối internet. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn 3 cuốn sách viết về nghề freelance mà có thể bạn sẽ cần đến khi mà muốn theo đuổi công việc này. Cuốn sách đầu tiên là mình muốn giới thiệu ngày hôm nay, đó là cuốn Tài lẻ đẻ ra tiền của tác giả Nguyễn Thùy Trang, hay còn có nickname là Trang Chó. Nguyễn Thùy Trang thì nổi tiếng trên cộng đồng mạng thông qua loạt những cái bài báo như là 9X Hải Phòng bỏ việc lương cao dốc cạn tiền túi để đi du lịch 600 ngày vòng quanh Đông Nam Á, hay là cô gái 25 tuổi kiếm 400 triệu giúp bố mẹ xây nhà. Trong cuốn sách này thì Nguyễn Thùy Trang sẽ bật mí cho bạn những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết để kiếm được tiền từ những cái tài năng, những cái đam mê sở thích cá nhân mà có thể là bạn đã có từ khi còn rất là nhỏ và duy trì cho tới khi trưởng thành. Đặc biệt là trong cuốn sách này thì Nguyễn Thùy Trang sẽ chia sẻ những cái bí quyết để vừa đi du lịch vừa kiếm được tiền. Điều mình thích nhất ở cuốn sách này đó là cái giọng văn rất là trẻ trung, rất là vui nhộn, nhí nhảnh, hài hước, rất là đặc trưng của Nguyễn Thùy Trang. Và khi mà bạn đọc cuốn sách này thì bạn hoàn toàn có thể có thêm cảm hứng để bắt tay vào cái công việc freelance, làm cái điều mà mình mong muốn và vẫn yên tâm là vẫn có thể sống được với nghề. Cuốn sách thứ hai mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là cuốn Freelancer Muốn Tự Do Phải Tự Lo của tác giả Anh Tuấn Lê. Thì có thể nhiều người bạn đã biết đến cái tên Anh Tuấn Lê này, bởi vì đây là một trong những cây viết về định hướng công việc cho các bạn trẻ khá là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Trong cuốn sách này thì anh Tuấn Lê sẽ đưa ra những cái công việc, những cái loại việc freelancer mà bạn có thể theo đuổi. Ngoài ra thì anh cũng đưa ra những cái gợi ý trong việc là tăng hiệu quả trong quá trình làm việc tại nhà, biết và chuẩn bị một số công việc tự do giúp tăng thêm thu nhập, và cách để duy trì các mối quan hệ, cân bằng thời gian làm việc cũng như cuộc sống cá nhân khi làm việc tại nhà. Lý do mà mình nghĩ là các bạn quan tâm đến nghề freelancer nên đọc cuốn sách này đó là bởi vì tác giả có cái cách trình bày rất là khoa học, logic, chia sẻ rất là nhiều những cái mẹo nhỏ có thể áp dụng một cách thực tế mà bản thân mình thấy khá là hiệu quả. Cuốn sách cuối cùng mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay đó là cuốn Người Viết Kiếm Sống của tác giả Hạ Chi. Thì Hạ Chi là một trong những cây viết khá là có kinh nghiệm trong lĩnh vực viết báo, viết sách, viết quảng cáo. Đây là cuốn sách dành cho những bạn mà đặc biệt quan tâm đến nghề viết như là tiêu đề. Và Hạ Chi cũng chia sẻ rất là nhiều những cái bí quyết để làm thế nào để rèn luyện được kỹ thuật viết, xây dựng một cái bài viết tốt, nên đọc những cái tài liệu như thế nào để có thể viết tốt hơn. Mình nghĩ là nếu như mà bạn nào muốn trở thành một cây viết chuyên nghiệp, có thể kiếm sống bằng nghề viết, đặc biệt là nghề tự do như là freelancer, thì nên đọc cuốn sách này. Video giới thiệu 3 cuốn sách về nghề freelancer của mình ngày hôm nay xin tạm dừng ở đây. Nếu như bạn đã đọc cuốn sách nào hoặc là có niềm quan tâm tới chủ đề nào thì hãy comment ở phần bình luận để chúng mình chuẩn bị cho những video tiếp theo nhé. Đừng quên ấn like, share, subscribe cho kênh YouTube Trạm Review Sách để chúng mình có động lực làm những video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại.